thì đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, chắc hẳn bạn đã không còn xa lạ với tỏi đúng không nào? Đây là một loại gia vị quen thuộc có mặt trong săn bếp của mọi gia đình Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, xét về mặt phong thủy, loại củ gia vị này còn ẩn chứa nhiều công dụng to lớn như xua đuổi tà ma, trấn trạch nhà cửa, kích hoạt nguồn năng lượng may mắn và đem lại sự bình an cho gia đạo. Vậy nên người xưa rất ưa chuộng việc đặt tỏi trong nhà đó thưa quý vị. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các bậc thầy phong thủy thì không phải đặt tỏi ở bất kỳ vị trí nào cũng đều phát huy được công dụng tuyệt vời. Chỉ có một số vị trí đặc biệt dưới đây mới phù hợp để đặt tỏi mà thôi. Xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ. Năm 2023 giàu sang bùa vây, nếu từ giờ đến Tết đặt tỏi ở chỗ này, tiền bạc ùn ùn kéo vào. Mẹo thứ nhất, đặt thêm tỏi lên bàn thờ thần tài để rước tài lộc. Bí quyết đặt thêm tỏi lên bàn thờ thần tài đã có từ thời xa xưa. Theo ông bà ta, nên đặt thêm lên bàn thờ thần tài một đĩa tỏi, thường là năm củ còn tươi đẹp mắt, hoặc có thể đặt lên một bó tỏi nguyên, bởi ý nghĩa phong thủy là giúp các vị thần dễ bài trừ các đạo trích vong, binh ám muội. Như vậy tài lộc mới sẽ đến với gia chủ, con đường tài vận hanh thông và gia đình cũng được bình an hơn. Bên cạnh đó cũng có thể đặt thêm ông cóc thiềm thừ bên cạnh bàn thờ thần tài và nhớ là sáng quay mặt cóc ra ngoài để đón lộc, còn tối quay mặt cóc vào để tài lộc không bị trôi đi. Mẹo thứ hai, dùng tỏi xua đuổi tà ma, trấn giữ sự bình an cho nhà ở. Vậy tại sao trong dân gian vẫn chuyển nhau cách dùng tỏi để xua đuổi tà ma? Điều này được bắt nguồn từ Trung Quốc thời xưa, khi họ chủ yếu sử dụng tỏi để trừ tà. Nên hiểu tà ở đây là những bản môn tà đạo dùng quyền phép giống như bùa ngải ở Việt Nam để quấy nhiễu hoành hành đối phương. Người ta dùng tỏi để giải trừ bùa ngải, khiến cho mọi người không bị yểm bùa. Ngoài ra, theo như cách lý giải từ những tín ngưỡng dân gian, thần tài, ông địa và những bậc thần thánh tuy có sức mạnh siêu nhiên nhưng ở một giới hạn nhất định, những loài ma quỷ có công phu cao hơn sẽ phá phách, làm tổn hại tới các vị này. Vậy nên tỏi sẽ làm cho ma quỷ giảm đi một phần công lực nào đó, hoặc là làm chúng khiếp sợ mà bỏ đi, không gây tổn hại cho thần tài thổ địa. Mẹo thứ ba, đặt tỏi dưới gối để mang lại sức khỏe và may mắn. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thường đặt tỏi dưới gối trước khi ngủ để nó xua đuổi đi những luồng khí xấu, ngăn cản vận xui đến với gia chủ. Không chỉ vậy, nhiều nơi còn có phong tục dùng tỏi trà vào chảo để có thể xua đi vận xui của cả gia đình. Còn đối với trẻ nhỏ, việc đặt tỏi dưới gối giúp bảo vệ con bạn tránh khỏi những vong hồn xấu muốn làm hại chúng. Do đó, các bà mẹ thường hay đặt một tép tỏi dưới gối con của mình để chúng không bị giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Sở dĩ là khi đặt một tép tỏi dưới gối giúp ta dễ ngủ hơn là vì mùi hương của tỏi giúp khí huyết lưu thông đều đặn, tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại mệt mỏi và đi vào giấc ngủ sâu hơn mà không gặp ác mộng. Lưu ý, muốn tỏi phát huy được tác dụng tối đa của nó, bạn đừng nên dùng gối quá dày. Bên cạnh đó, bạn phải có thể thay thế tỏi bằng hành tây. Trước khi đi ngủ, bỏ một lát hành tây vào trong vớ của mình sẽ giúp bạn thư giãn, đào thải độc tố ra ngoài và có giấc ngủ ngon hơn. Mẹo thứ tư, mang tỏi bên mình khi đi ra ngoài như bùa hộ thân. Quan niệm của ông bà ta xưa nay để lại thì tỏi có tác dụng làm giảm âm khí của những linh hồn ẩn giật, bảo vệ con người. Nên khi đi ra ngoài một mình vào ban đêm, tốt nhất hãy đem theo một củ tỏi bên mình. Nếu muốn tài lộc dồi dào thì hãy bỏ một tép tỏi vào trong ví, sẽ giúp chủ nhân thu hút tiền tài và xua đi vận khí xấu, từ đó trở nên dư giả. Mặt khác, tỏi được xem như một lá bùa hộ mệnh để xua đuổi tà ma thực vì nó có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, mà ngày nay khi khoa học chưa phát triển, người ta không thể lý giải được lý do vì sao, nên người ta đồn đại rằng nó ẩn chứa sức mạnh để chống lại những thế lực đen tối. Theo nghiên cứu khoa học thì trong tỏi có chứa nhiều chất, allicin là một chất có tính kháng khuẩn cực mạnh. Nên từ thời xa xưa, người Ai Cập cổ đại đã có thói quen nhai tỏi sống để phòng chống bệnh tật. Quý vị thân mến, hiện nay có rất nhiều người nghĩ rằng việc trang hoàng sắp xếp lại nhà cửa thường chỉ cần làm vào những ngày cuối năm hoặc những ngày cận Tết để thu hút tài lộc mà thôi. Tuy nhiên đây lại là suy nghĩ vô cùng sai lầm, bởi trong suốt tháng chạp là quãng thời gian lý tưởng để bạn bài trí lại căn nhà của mình sao cho thuận phong thủy, đồng thời là kích hoạt lại nguồn năng lượng may mắn trong mái ấm gia đình. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Bí quyết thứ nhất, trang hoàng lại khu vực cửa ra vào.
Bạn cũng biết, cửa ra vào chính là một chi tiết quan trọng trong mỗi ngôi nhà. Nó chính là yếu tố kết nối chủ yếu giữa nội thất và ngoại thất, là điểm nhấn của ngôi nhà. Bên cạnh đó, cửa nhà còn ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy của cả căn nhà. Đó không chỉ là nơi các thành viên trong gia đình ra vào hay là đón tiếp khách, mà còn là điểm đón những luồng khí tốt lành đến với gia chủ. Chính vì vậy, nếu muốn mọi việc trong nhà diễn ra thật suôn sẻ, bạn cần bố trí và trang hoàng cửa nhà một cách hợp lý. Bạn cần thường xuyên mở cửa nhà mỗi ngày để đón những luồng khí tốt lành và giúp lưu thông nhà cửa, tránh gây ẩm mốc, mùi hôi khó chịu trong nhà. Bên cạnh đó, bạn nên trang trí cửa ra vào hợp mệnh chủ, đồng thời lắp đặt thêm những chiếc đèn có công suất lớn để cửa nhà được sáng. Việc sơn lại cửa nhà và lau dọn cửa sạch sẽ hàng ngày cũng là mẹo phong thủy giúp căn nhà bạn luôn ngập tràn năng lượng, tránh bụi bẩn, bám trụ lâu, gây ô nhiễm, mất thẩm mỹ cho căn nhà. Bí quyết thứ hai, treo chuông gió trước cửa ra vào. Chuông gió là một vật trang trí được các gia đình lựa chọn rất nhiều. Theo một chiếc chuông gió ở trước cửa sẽ giúp một ngôi nhà của bạn trở nên sinh động và vui tươi hơn. Chuông gió là vật phong thủy mang lại nhiều may mắn. Những tiếng kêu lanh canh của chuông gió chính là nguồn năng lượng tốt cho ngôi nhà của bạn. Đó được coi là một tiếng mời gọi, lôi kéo, thu hút những điều may mắn, tài lộc tới cho căn nhà của bạn. Theo phong thủy, hướng Đông và Đông Nam được coi là hướng thu hút tài lộc, may mắn. Bạn hãy treo chuông gió bằng gỗ ở khu vực này sẽ kích hoạt một cách hiệu quả nhất, năng lượng tích cực đến từ hướng này. Bí quyết thứ ba là trồng cây xanh mang lại không khí trong lành và biểu tượng cho sự cát tường. Theo quan niệm xưa, cây xanh mang lại rất nhiều lợi ích. Cây xanh giúp mang lại không khí trong lành, loại bỏ những ô nhiễm, bụi bẩn cho ngôi nhà bạn. Chúng có thể được coi là lá phổi của ngôi nhà bạn. Bên cạnh đó, những loại cây mọng nước là biểu tượng cho sự cát tường, rất được mọi người ưa chuộng. Nên đặt cây xanh ở phía đông, đông nam của ngôi nhà hay văn phòng. Cây sẽ giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp, mang lại sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Bí quyết thứ tư, đặt bể cá trong nhà để kích hoạt tài lộc. Một trong những cách hiệu quả trong mẹo trang trí nhà 3 tháng cuối năm hút tài lộc là đặt bể cá ở trong nhà. Cá vàng là những sinh vật mang tới sự may mắn cũng như tài lộc cho gia chủ. Việc đặt bể cá trong nhà không những mang lại tài lộc, may mắn tới cho ngôi nhà của bạn, mà nó còn giúp cho căn nhà trở nên sinh động và tươi sáng hơn. Tuy nhiên cũng đừng quá lo lắng khi nhà bạn có diện tích không lớn, không để vừa chiếc bể cá lớn. Hãy đặt một bể cá nhỏ trên bàn hoặc trang trí hình ảnh, tranh ảnh về cá cũng sẽ giúp mang lại nguồn năng lượng tốt cho ngôi nhà của bạn. Bí quyết thứ 5, trưng bày vật chiêu tài lộc phong thủy. Việc trưng bày vật chiêu lộc phong thủy là một điều cần thiết và không thể thiếu trong dịp cuối năm để đón tài lộc. Hiện nay, một số vật phẩm phong thủy phổ biến có ý nghĩa, mang lại may mắn, mời gọi tiền tài tới cho gia chủ. Bạn có thể lựa chọn những vật phẩm phong thủy như mai hoa phú quý, tiền hưu tài lộc, bách niên tụ tài hay những món hòn đá phong thủy phù hợp với vận mệnh của gia chủ. Đặc biệt là những vật chiêu tài lộc và may mắn này thường có màu vàng, tôn lên sự giàu sang, phú quý và may mắn cho gia đình của bạn. Quý vị thân mến, hy vọng là những chia sẻ của kênh Phong Thủy Gia Cát trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp các bạn nắm được vị trí phù hợp đặt tỏi ở trong nhà, giúp vững khí, tràn đầy may mắn bùa vây, thành công và hạnh phúc song hành kéo tới trong năm mới Quý Mão 2023. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.